như Pháp. Chào chư Thiện Nam tín nữ, xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sạt năng gạch cha ha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đầm mong sạt năng gạch cha ha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Chẳng tăng sạt năng gạch cha ha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đức Thế Dâm Bi Bụt Đăng Sạt Năng Gạch Chế Hà Mi Con Em Hết Lòng Thành Kính Xin Quy Phật Lần Thứ Nhì. Đức Thế Dâm Bi Thấm Mong Sạt Năng Gạch Chế Hà Mi Con Em Hết Lòng Thành Kính Xin Quy Pháp Lần Thứ Nhì. Đức Thế Dâm Bi Sang Thắng Sạt Năng Gạch Chế Hà Mi Con Em Hết Lòng Thành Kính Xin Quy Tăng Lần Thứ Nhì. Tạ Ti Dâm Bi Bụt Đăng Sạt Năng Gạch Chế Hà Mi Con Em Hết Lòng Thành Kính Xin Quy Phật Lần Thứ Ba. Tạ Ti Dâm Bi Đấm Măng Sạt Năng Gạch Chế Hà Mi Con Em Hết Lòng Thành Kính Xin Quy Pháp Lần Thứ Ba. Tạ Ti Dâm Bi Sang Thắng Sạt Năng Gạch Chế Hà Mi Con Em Hết Lòng Thành Kính Xin Quy Tăng Lần Thứ Ba. Bụt thăng xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thăm măng xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khăng xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti giam bi Bụt thăng xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti giam bi thăm măng xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti giam bi sẵn khăng xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta ti giam bi bút thăng xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti giam bi thăm măng xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti giam bi sẵn khăng xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Thì xa nó có hạn năng nên thị tăng phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Ba na thi ba tam về là mình đi sẽ khó với những sự mạnh gia mi còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự sát sanh a đinh na đa nam về là mình đi sẽ khó với những sự mạnh gia mi còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cắp cà mê su mít cha cha ram về là mình đi sẽ có năng sẽ mạnh giảm mi còn xin với những điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mu sa wa đam về là mình đi sẽ có năng sẽ mạnh giảm mi còn xin với những điều học là quy tránh xa sự nói dối Sura mê ra yaman chapa mai đắc thả nam Vệ ra mạnh đi sẽ có với năng tâm anh giảm mi Còn xin mấy người điều học là quy tránh xa suy nghĩ uống rượu và các chất say. Ba na ti ba ta, we ramani sikha
kha ba đằng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana we ramani sikha badang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara we ramani sikha badang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada we ramani sikha badang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rajamak chap ba ma da thana we ramani sikha badang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ dui, uống rượu và các chất say. Imani ban cha sita padhani sa tu kang ta toa ngap ba ma de na ne chakalang samarak pitap bang. Chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ráng nguyện giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. À ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh doan tích, sì lê na phu ca sâm bác đàn, sì lê na ni phu tinh doan tì ta sâm an, sì lăng vị sô, tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thay. Dạ, chúng con kính tri ân sư Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con ngày hôm nay ạ. Tiếp theo con xin được thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo. Uttamang ghe na quan đề hàng ba đa bằng sùng và rút ta mang bút thề vô khá lý tổ đồ sô bút thô khả mà tu tăng mà mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hàng tham mạnh cha du vít hàng qua rằng thầm mê vô khá lý tô đô sô thầm mô khả mà tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hàng sang khanh cha du vít hô ta mang sang khê vô khá lý tô đô sô sang khô khả mà tu tăng mà mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Dạ con kính dâng mic. Tha sĩ thô thà rì vô tô chà đắc khí nê hoa mạng xê mọc gà la nô phù rà tô vi rà kà tà yàng bạch chí mê mà mạ à nan đô kì nà sắc hoa chà tụt đi xà chà mạnh tà.
Lokabala dade wa sa pramakae te sang anupawe ne sa be paya ubat dawa ne kan taraya pivina santu ase sa tu đức Phật ngự trên đầu với mặt xá lợi Phật và trái kiền liên hầu trước mặt là tâm tạng sau lưng a nan chầu bổn phương a la hán đế thích lẫn phạm thiên do oai lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt Sitiya chenaka tha sin thaman tu si 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 tasmin ratanat yasmin sambasa danate ta sum cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay. Dạ, con kính tri ân sư đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con trong ngày hôm nay. Tiếp theo con xin được hồi hướng đến chư thiên. Akasattha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ca bun nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu sa sa năng. Akasattha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ca bun nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu no ga ru. Akasattha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ca bun nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu nhà ta vô. Akasattha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ca bun nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu ba ni no. Akasattha cha phum ma tha de wa na ga ma hi ca bun nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu no sa đàm. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, khuyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Yang kin chi ku sa la kam mang kat tat bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sanh ni no a ti ye cha sa ta a sanh ni no ka tang bun nya pha lang mai hang sap be pha gi pha quan tu te Dê tăng ca tăng su quy đi tăng đình năng bồn nha pha lăng ma già Dê cha ta tha na cha nan ti đề hoa gành toa ni quê na dung Sắp bê lô cầm hi dê sát ta chỉ quan ta ha ra hê tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, thanh hữu tưởng nhân gian xa bà. Chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên cùng chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng.
Y đằng vô nhà tì nằng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ, nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc càng. Y đằng qua ta mề bùn nhằng à sa qua kha già qua hằng hồn tu, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhằng nít bà na sa bách cha dồ hồ tu, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả Niết Bàn. Do phước báu mà chúng con đã tích lũy từ trước đến nay, nguyện cho chúng con không rơi vào bốn đường ác đạo. Con nguyện quy Tam Bảo trọn đời này và mãi mãi cho đến khi chứng được đạo quả Niết Bàn. Với phước nào mà chúng con đã trong sạch và tạo ra trong thời kinh lễ bái Tam Bảo, sám hối và thọ trì Tam Quy ngũ giới, chúng con kính dâng phần phước này đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên phù hộ chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ độ pháp Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng phần phước này đến quý sư, đến quý cô tu nữ và xin chia phước này đến quý Phật tử trong rung Phật giáo Nam truyền. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng với các Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy ngũ giới, hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Chí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền Tam Quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy ngũ giới. Giao phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, trong quá trình tụng kinh và thọ trì quy giới, nếu có điều gì sơ suất, con xin được sám hối với Tam Bảo, với quý sư, với đạo tràng. Dạ, kính sư, kính xin tất cả hoan hỷ với con ạ. Dạ, bây giờ đúng là 4:30 phút, hôm nay là ngày giảng kinh Pháp Cú, là của sư Trí Đức đảm trách. Dạ, giờ này mọi nghi thức đã hoàn tất. Dạ, con kính dâng mic đến sư để sư điều phối chương trình ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 113. Nghe nói 113 ở Việt Nam chắc ai cũng sợ. 113 là khi có chuyện gì khẩn cấp lắm mới gọi 113. Mà hôm nay chúng ta gặp 113. Rồi, trước khi bước vào câu Phật ngôn này, xin phép được tán dương ơn đức Tam Bảo. Uttho Mahesi Arang Tathai Gato Lo Puttamo Sapagaru Huchet Thakko Lo Kasasatha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chân này giác rằng Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, thượng giáo chủ trí năng vô lượng, tứ đế Ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ vi ya ta sa sa tu no lo ca na mình tha sa vi na ca ro ko sa pa nyu bút thóc bát ti phù ti san nha tu quan đà ma hành tăng na ra phù. Cha này giác gần pháp bảo quy nhân vàng như là sự sáng vẹt màng phù mình phái ta làm đặc chúng sinh đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin để lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khổ su thô su gắt ta sa sa quắc bồ thích khà su ca mô quắc thầm ma thích khà cô nình đà vá sân sa đi a na ra rô vá rô vành đà ma hành tăng đá rắp bù. Trên này giác gần Tăng Bảo thiên văn Phật Đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thiếu pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Phát tịnh áp tế giá tê chê ná sá khà mê tu quá tha năng ta xà vi à nú khoa về ná sá hát xà dê ná sá chạch tu cầu xin.
tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Phần lễ ba tam bảo đã xong. Trước khi học ở Phật môn này, một ba Quỳnh Giang Nhật Hà cũng thắc mắc ha, tại sao 113 113 Sư Ca Kim Dung nói là đó là số điện thoại khẩn cấp. 113 là đầu số gọi của công an hoặc cảnh sát cơ động khi có việc liên quan đến an ninh trật tự. Giống như ở bên Mỹ ha, vợ mà đánh chồng hay chồng đánh vợ cũng có thể gọi cái số, nhưng mà không phải 113. Ở Mỹ cái số khác ha, 911 đúng rồi, 911. Còn Việt Nam là 113. Chùa đến đoạn cũng gọi 113. Bởi vì cô tinh thần giác ngộ mà thấy ngộ ngộ lãng giác thì mình phải gọi 113, cản không cho nó giác. Giác ngộ cũng phải cản nữa, quý vị thấy ghê không? Rồi, bên chào Christina vừa đến với Pháp hội. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bài học hả? Pháp Siết Pháp Nguồn Lào Cai. Chúng tôi vừa nhận được tịnh tài với Siết Pháp Nguồn. Bởi vì có nhiều mục là sách tấn chư Phật tử để tạo phước ở Bangladesh, ở Thái Lan, Thammakai, trong các cái dịp mà coi như chư tăng hành đầu đà. Có nghĩa là hiện giờ đương có một khóa huấn luyện 50 vị tăng hành đầu đà ở trong rừng Chittagong, mà coi như các vị là hành một cách gọi là rốt ráo, tức là trong 13 cái pháp môn của đầu đà thì coi như cái pháp môn mà cao thượng nhất là không có nằm, mỗi vị có một cái mùng ngồi thôi. Mà cái thiền viện đó hướng dẫn rất là chu đáo, rất là nghiêm mật. Rồi cũng có một nhóm từ thiện ở bên Mỹ cũng có kêu gọi, và chính cá nhân của chúng tôi có tham dự. Trong đó có một cái tượng sáp của ngài Kim Hiệu, làm hai tượng, nhưng mà chúng tôi cũng có hỗ trợ phần nào thôi, chút thôi, gọi là ở đâu có thiện sự thì chúng ta cứ làm. Và biết rằng đó là những cái phước báo, đó là những tư lương, đó là những hành trang. Mà nghĩ đến là buổi tối là ngủ là an vui. Nghĩ đến cái thiện sự mình làm, và trước khi mình ngủ mình kiểm tra lại, ồ quan hỷ quá. Như vậy là đi vào một cái giấc ngủ không mộng mị. Cho anh tụi này chắc là hoan hỷ. Thấy ở đâu người ta làm được cái gì, mình hỗ trợ hoặc là mình giúp đỡ được cái gì là cảm thấy là vui rồi. Trong cuộc sống vui thì cứ làm chứ đừng nghĩ là ô so đo tính toán. Khi mình đo tính toán như vậy thì cái tâm ma của mình nó khởi lên, phiền não nó khởi lên, rồi nó chặn nó không cho mình làm. Vậy nên thấy nè, quan hỷ là cứ làm. Trong 10 cái pháp mà có như thiền sử, 10 cái coi như pháp hành tông thì ở trong đó mình thấy người khác họ làm mình quan nghĩ theo cũng có phước rồi. Cho nên quý vị, chúng tôi thấy quý vị tiến bộ rất là nhiều, nhiều khi không? Tại sao không vô đạo tràng sinh hoạt, đi thọ đầu đà ở chùa này chùa kia? Đó là một điều chúng tôi rất là coi như quan nghĩ. Trong cái sự tu tập của chúng ta trong cái room này, mỗi ngày chúng ta mở room ra, hiện giờ chúng tôi có nhờ ngài Quán Không mở room này, hoặc là cô room nữ Như Pháp mở room, chứ còn bây giờ chúng tôi mở room không được.
mà chỉ có tùy hỷ. Quý vị mở room thì chúng tôi nhào vô ăn ké thôi, chào quý vị thông cảm ạ. Tại sao quý vị đến sớm như sĩ Hồng Mai, sĩ Kim Nhung mà thấy chúng tôi chưa có mở room? Chúng tôi nhờ mấy vị kia mở chúng tôi vô được. Lúc nãy những kiếm chuyện này sao khó khăn với chúng tôi quá à. Thôi còn sống được là còn còn thở được là còn gặp nhau là quan hỷ rồi. Rồi đi vô bài học á, câu Phật ngôn 113, mấy vị ở Việt Nam sợ chưa? Cứ nhớ 113 là nhớ đến cái chuyện sống chết nè, sinh diệt nè. Đây là một câu Phật ngôn sinh tử, là sống và chết. Vô cha quá sát sát tăng chi về, vô cha sát sát tăng chi về, vô cha quá sát sát tăng chi về. Câu số 2, ác quá sang u đa dập ba dần, ác quá sang u đa dập ba dần, ác quá sang u đa dập ba dần. Yo cha wa sa sa tăng chi về apa sang u đa yap ba yang yo cha wa sa sa tăng chi về apa sang u đa yap ba yang yo cha wa sa sa tăng chi về apa sang u đa yap ba yang. Câu 3, câu 4. Ê ca hằng chi quý tăng xây vô, Ê ca hằng chi quý tăng xây vô, Ê ca hằng chi quý tăng xây vô. Bát sa tô u đa yáp ba yằng, Bát sa tô u đa yáp ba yằng, Bát sa tô u đa yáp ba dần. Rồi ôn lại. Ê ca hằng chi quý tăng xây vô, ba sa tô u đa yáp ba dần. Ê ca hằng chi quý tăng xây vô, ba sa tô u đa yáp ba dần. Ê ca hằng chi quý tăng xây vô, bát sa tô u đa yáp ba dần. Rồi bây giờ đọc theo giọng kinh. Vô cha quá sa sa tăng chi quê áp bát sang u đa yáp ba dần. Ê ca hằng chi quý tăng xây vô, bát sa tô u đa yáp ba dần. Yo cha wa sa sa tăng chi quê áp phát sang u đa yáp ba dần. Ê ca hằng chi quý tăng xây vô, bát sa tô u đa yáp ba dần. Cái đọc thứ hai. Yo cha wa sa sa tăng chi quê áp phát sang u đa yáp ba dần. Ê ca hằng chi quý tăng xây vô, sa tô u đa yáp ba dần. Vô cha quá sa sa tăng chi quê áp pa sang u đa yáp ba dần. Ê ca hằng chi quý tăng xây vô, pa sa tô u đa yáp ba dần. Rồi đó là giọng kinh ha. Bây giờ qua giọng kệ, chúng ta cố gắng đọc một lần hai câu để nương nhau ha. Vô cha quá xa xa tăng chi quê ngã ba chân u đa yam ba dần. Ê ca hằng chi quy tăng xây vô ba sa tô u đa yam ba dần. Vô cha quá xa xa tăng chi quê ngã ba sang u đa yam ba dần.
ek ahang ki vi tăng say vô hùng ban sa tô u đa yam ba yam. Câu này kệ dễ thêm lần nữa ha. Vô cho qua xa xa tăng chi quê a ba san u đa yam ba yam ê ca hăng chi quy tăng xây vô bằng sa tô u đa yam ba yam. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sinh diệt. Chương đọc hay vậy, đưa lần hai đi nước làm sao mà đọc nữa. Thôi xuống. Mời Sĩ Mây Ta, Sĩ Kim, Sĩ Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung cho biết tín hiệu. Dạ, cảm ơn The Man, lâu quá The Man mới vô đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai, cảm ơn cô Kim. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 113. Yo cha wa sa sa tang chi we a bat sang u da ya ba yang e ka hang chi wi tang say yo bat sa to u da ya ba yang. Dạ, con xin phân tích. Vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, quách trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo dấu nguyên âm, chi quê hai trường âm thông thường, á đoạn âm, bát trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo dấu nguyên âm, ú đá hai đoạn âm, dấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, văn trường âm đọc theo dấu nguyên âm. Vô cha wa sa sa tăng chi quê a bát sang ú đá dấp ba văn. Dạ, con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Ê ca hai trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xây trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường, ú đá hai đoạn âm, dấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê ca hăng chi quy tăng say vô bát sát tô u đa giáp ba văn. Dạ, con đọc lại cả bài. Vô cha quá sa sa tăng chi quê a bát sang u đa giáp ba văn. Ê ca hăng chi quy tăng say vô bát sát tô u đa giáp ba văn. Vô cha quá sa sa tăng chi quê a bát sang u đa giáp ba văn. Ê ca hăng chi quy tăng say vô bát sát tô u đa giáp ba văn. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sinh diệt. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô cha quá xa xa tăng chi quê a ba sang ô đà dập ba dân. Ê cả hăng chi quỳ tăng xây vô ba sa tô ô đà dập ba dân. Và con đã đọc xong, kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Và con kính mời cô Kim ạ. Con xin kính chào Sư Trí Đức, Sư Quán Không, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Ôi, con Bích Trà được nhiều người tặng tặng hoa, tặng bông quá, vỗ tay vỗ chân nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 em mà không có sư ở trong đó. Vậy sư ở đâu rồi mà sư không tặng bông hoa gì hết trơn, giáo chỗ vậy? Tịnh nói trọng hiền.
Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ. Hồng Mai, cô Nga Ca, Kim Nhung, Pháp Nguồn Đạo Cai, Như Quang, Cần. Ok. Nhiều quá, nhiều người cho tín hiệu. Vậy là âm thanh nghe rõ ha. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 113. Sao sư không cho bông qua dĩ chơi, như cô nít là đọc cũng cực khổ đúng không? Người già 80 tuổi rồi, sư xứng cho bông qua dĩ chơi. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 113. Vô cha quá sa sa tăng chì quê á phá sẵn u đá giấc ba dân e kha hằng chì quý tăng say vô vá sa tổ út đá giấc ba dân vô cha quá sa sa tăng sẵn u đá giấc ba dân e kha hằng chì quý tăng say vô vá sa tổ út đá giấc ba dân. Phân tích câu 1 và câu 2. Vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, quá trường âm ngắn, phá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê hai trường âm thông thường. Câu số 2, á đoạn âm, tá trường âm ngắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đá hai đoạn âm. Trời, ú đá, ghê quá, ú được còn đá nữa. Dắt trường âm ngắn, bá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Vô cha quá sa sa tăng chi quê a pa sang u đa dắp ba dân e kha hằng chi quý tăng say vô ba sa tổ u đa dắp ba dân u đa dắp ba dân. Hay. Phân tích câu số 3, e kha hai trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm ngắn, vô trường âm thông thường, câu cúng cùi hai câu cuối cùng, tá trường âm ngắn, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường, ú đá hai đoạn âm, dấp trường âm ngắn, bá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. E kha hằng chi quý tăng say vô bát sa tổ u đá dắp ba văn. Vô cha quát sa sa tăng chi quê á pa tăng u đá dắp ba văn. E kha hằng chi quý tăng say vô bát sa tổ u đá dắp ba văn. Vô cha quát sa sa tăng chi quê a pa sang u đa dắp ba văn e kha hằng chi quy tăng say vô ba sa tổ u đa dắp ba văn. Vô cha quát sa sa tăng chi quê a pa sang u đa dắp ba văn e kha hằng chi quy tăng say vô ba sa tổ u đa dắp ba văn. Vô cha quát sa sa tăng chi quê a ta sang u đa dắp ba văn e kha hằng chi quy tăng say vô bạc sa tô u đa dắp ba văn. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sinh diệt. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống 1 ngày thấy. Trời ơi, sinh pháp sinh diệt này khủng lắm, phải học như diệt pháp trần thân khoai cũ mới biết được pháp sinh diệt đâu quý vị. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho cô kinh Pháp Cú 113. Thưa sư, thưa các cô tư nữ, thưa các quý vị thấy tôi có đọc sai gì không? Rồi ổng cứ cho tăng qua, ổng đi mất tiêu, bữa nào đọc sai đến ra ổng ra. Dạ, cảm ơn quý vị đã tặng bông hoa và vỗ tay vỗ chân. Chúc cảm ơn quý vị và chúc quý vị được một buổi học an vui. Dừng máy cho cô khác. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Như Quang. Dạ, cảm ơn Đàm An, cảm ơn Hồng Mai và em cảm ơn chị Kim. Dạ, con kính cảm ơn Sư Quán Không cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin đọc và phân tích câu kệ ngôn số 113. Yo cha wa sa sa tang chi we a ba sang u da yap ba yang e ka hang chi quy tang say yo ba sa to u da yap ba yang. Yo cha wa sa sa tang chi we a ba sang u da yap ba yang. Ê ca hằng chi quy tăng say vô ba sa tô u đa dắp ba dặn. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sinh diệt. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích. Vô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, was là trường âm nhấn, xá xá là 2 đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê là 2 trường âm thông thường, á là đoạn âm, bass là trường âm nhấn, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đá là 2 đoạn âm, dắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo cha qua sa sa tăng chi quê a ba xăng ú đá dắp ba dăng. Ê ca là 2 trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xây là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, bass là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, ú đá là 2 đoạn âm, dắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê ca hằng chi quy tăng say vô ba sa tô u đa dắp ba dặn. Vô cha qua sa sa tăng chi quê a ba sang u đa dắp ba dặn. Ê ca hằng chi quy tăng say vô ba sa tô u đa dắp ba dặn. Con xin kể. Yo cha wa sa sa tăng chi quê a ba sang u đà dắp ba dân. Ê ca hăng chi quỳ tăng say yo ba sa tô u đà dắp ba dân. Yo cha wa sa sa tăng chi quê a ba sang u đà dắp ba dặn. Ê ca hằng chi quỳ tăng say vô ba sa tô u đà dắp ba dặn. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sinh diệt. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong, con có sai con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con kính tri ân sư, kính cảm ơn đạo tràng. Thân mời Hồng Mai ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không, kính lễ cô Pháp với cô Tu Nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn The Man, chị Như Quang và Kim Nhung đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ con xin đọc câu Phật bài câu Pháp Cú số 113. Yo cha wa sa sa tăng chi về a pa sang u da ya ba yang e ka hang chi vi tăng say yo pa sa to u da ya ba yang. Yo cha wa sa sa tăng chi về a pa sang u da ya ba yang e ka hang chi vi tăng say yo pa sa to u da ya ba yang. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô là trường âm thông thường, chá đoạn âm, was trường âm nhấn, xá xá 2 đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê 2 trường âm thông thường, á đoạn âm, pas trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đá 2 đoạn âm, giáp trường âm nhấn, bá đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo cha wa sa sa tăng chi về a pa sang u da yap pa yang.
Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. E, K, hai trường âm thông thường, hang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, pass trường âm nhấn, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường, ú đá hai đoạn âm, dắt trường âm nhấn, bá âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, e ca hăng chi vi tăng say vô pass sát tô ú đá dắt tăng. Dạ con đọc lại câu pháp cú 113. Vô cháu quá sa sa tăng chi quê a pa sang u đa yat ba yang e ca hằng chi vi tăng say vô pa sa tô u đa yat ba yang. Vô cha quá sa sa tăng chi quê a pa sang u đa yat ba yang e ca hằng chi vi tăng say vô pa sa tô u đa yat ba yang. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Vô cha quá xa xa tăng chi quê a pa sang u đà dân ba dân e ca hăng chi vi tăng say vô pa sa tô u đà dân ba dân. Vô cha la sa sa tăng chi quê a pa sang u đa yam ba yam e ca hăng chi tăng say vô pa sa tô u đa yam ba yam. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Dạ cảm ơn chị Như Quang đã post bài, xin cảm ơn đạo tràng. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Mạng, nam mô Sàng Khai. Dạ con kính lễ những vị được chư tăng đức tăng, kính lễ các cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn các cô cho biết tin hiểu. Dạ con xin trả bài. Dù cha quá xa xa tăng trì huệ á ba sẵn u đa phai phai dặn e ca hằng chi vi tăng say yo passato udapha uya pha yang udapha yang. Yo cha wasasa tăng chi we appa sang udapha pha yang eka hang chi vi tăng say yo passato udapha pha yang. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Dịch qua từng tất minh châu. Vô trường âm thông thường, trá đoạn âm qua trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê hai trường âm thông thường, á đoạn âm bass trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đá giá ba đoạn âm phá. Dạ ú đá giá phá bốn đoạn âm, dằn trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Vô chá quá xa xa tăng trì về áp ba sẵn ú đá giá phá dằn ê ca. Dạ ê trường âm thông thường, ca e ca hai trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, bass trường âm nhấn, xá đoạn âm, tô trường thông thường, ú đá giá phá ba đoạn âm, văn trường âm theo giọng nguyên âm, e ca hăng chi quý tăng say vô passato ú đá giá phá văn. Yo cha wa sa sa tang chi we a pa sang u da ya fa yang
Ê ca hàng trừ huy tàn xây dồ bá sa tổ u đa giá pha dần dồ cha quá sa sa tàn trừ về áp bá sẵn a ba sẵn u đa gia pha dần e ca hàng trừ huy tàn xây dồ bá sa tổ u đa giá pha dần. Con đọc thêm một lần. Yo cha wa sa sa tang chi we a pa sang u da ya fa yang e ka hang chi wi tang say yo pa sa to u da ya fa yang. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Dạ con đã đọc xong. Con xin cao mất lại cho đạo tràng. Dạ. Dạ con có sai xin đạo tràng và chỉnh sửa. Dạ. Alo 123 123 Thích Hà này. Đã được huynh gian Nhật Hà này, Thích Trời Man này cho biết rồi. Vậy mà cũng không chịu nhìn lên trên đó. Có người nhắc cho mà bây giờ cũng không chịu sửa. Đọc thì đúng nhưng mà phân tích thì sai. À Thích Hà. Alo alo Thích Hà còn nghe không? Này đâu phải là bốn đoạn âm. U đa dấp ba dần. Nghe giọng đọc ha. U ba dấp ba dần. U đa dấp ba dần. Vậy tại sao mình đã, tại sao gọi là bốn đoạn âm nữa hả? À, chú tâm mà đâu có để ý chát. À, chú tâm đọc thôi chứ không có để ý những cái chỗ mà người ta chát, người ta nhắc cho mình đã thấy á. Thì quý vị sử dụng điện thoại nó cũng hơi khó ha. Nếu mà sử dụng vi tính á thì quý vị thấy rõ trên màn hình mình sai chỗ nào. À, rồi người ta hơi tặng bông sao. Rồi ví dụ mình đọc hay vậy người ta đưa lên hai ly nước bắt uống thì nghĩ sao ha. À, thì quý vị phải lanh mắt một chút. Nếu mà sử dụng vi tính thì nhìn vô vi tính thấy đưa thấy rằng khi người ta họ nhắc mình thì mình phải sửa sai liền ha. À, ở đây ú đá là hai đoạn âm, dắt là trường âm nhắn, bá là đoạn âm và dân là trường âm đọc cái giọng nguyên âm, chỉ có sai cái từ đó thôi. U đa dấp bá dân ha. Rồi Thích Hà chú ý một chút này. Rồi xin mời Christina. Con kính thỉnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính thỉnh lễ ngài chính đức nhà quán không quý bà quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu số 113. Yo cha wa sa sa tang chi we a pa sang u da ya pa yang e ka hang chi wi tang say yo pa sa to u da ya pa yang yo cha wa sa sa tang chi we a pa sang u da ya pa yang e ka hang chi wi tang say yo pa sa to u da ya pa yang. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Con xin phân tích câu 1 và 2. Yo yo cha wa sa sa tang chi we a pa sang u da yap pa yang. Yo trường âm thông thường, cha đoạn âm, wa trường âm nhấn, sa sa hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi we hai trường âm thông thường. Á đoạn âm, pass trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú đá hai đoạn âm, dắt trường âm nhấn, bá đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dù cháu quát xa xa tầng chi quê, á pass sang ú đá dắt bá dân. Câu 3 và 4. Ê ca hằng chi quý tầng xây dù, pass xa tù ú đá dắt bá dân. E ca hai trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường,
Thát chữ âm nhấn, xá đoạn âm, tu chữ âm thông thường, u đá hai đoạn âm, dấp chữ âm nhấn, lá đoạn âm, dăng chữ âm, đọc theo giọng nguyên âm. Dù cháu quá xá xá tăng chi quê, áp hát sang u đá, dấp bá dân, ê ca hăng, chi quý tăng say yô, phát xá tù u đá dấp bá dân. Yo chang wan sa sa tam ji we a kha sam u da yam ba yang e ka hang ji wi tang sai yo kha sa tu u da yam ba yang yo chang wan sa sa tam ji we a kha sam u da yam ba yang e ka hang ji wi tang sai yo pa sa tu u da yam ba yang. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sử dụng cho con kính mời vị kế tiếp. Con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng cùng quý cô tư nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu 113 kinh. Yo cha quan sa sa tăng chi quê áp sang u đa yap ba yang e ca hằng chi quý tăng say yo bát sa tô u đa yap ba yang. Yo cha quan sa sa tăng chi quê áp sang u đa yap ba yang e ca hằng chi quý tăng say yo bát sa tô u đa yap ba yang. Con xin được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Dù trường âm thông thường, chá đoạn âm, quát trường âm nhấn, xá đoạn âm, xá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quê trường âm thông thường. Câu 2 ạ. Á là đoạn âm, pass trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, đá đoạn âm, dắp trường âm nhấn, bá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin được phân tích câu 3 và câu 4 ạ. Ê ca hăng chi quyết tăng say yô bát sa tô ú đa dắp ba dăng. Ê là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, yo là trường âm thông thường. Câu 4, pat trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, ú là đoạn âm, đá là đoạn âm, giáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin được đọc lại một câu lần nữa. Yo cha quan sa sa tăng chi quê áp bát sang u đa yap ba yang e ca hằng chi quê tăng say yo bát sa tô u đa yap ba yang. Yo cha qua sa sa tăng chi quê a pa sang u da yap ba yang e ka hang chi quê tăng say yo bát sa tô u da yap ba yang. Yo cha qua sa sa tăng chi quê a pa sang u da yap ba yang e ka hang chi quê tăng say yo bát sa tô u đà dập ba yang. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sinh diệt. Bản dạy của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và phân tích xong ạ. Con xin xuống bếp mời một vị khác ạ. Dạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Ngài Quán Không, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào đạo tràng. Dạ, sau đây con xin đọc câu pháp cú số 113. Dạ con. Dạ cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu, cảm ơn cô Như Quang đã post bài ạ. Yo chấp quát sa sa tăng chi về áp bát sằng úp ba giáp ba dần e ca hằng chi vi tăng say yo bát sa tô út đa giáp ba dần yo chấp quát sa sa tăng chi về áp bát sằng úp ba giáp ba dần. Yo là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, xá xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi vê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đá là hai đoạn âm, giáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4 ạ. Ê ca hăng chi ê ca hăng chi vi tăng say yo bát sa tô út đá giáp ba dần. Ê ca là hai trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, bát là đoạn âm, xá bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, ú đá là hai đoạn âm, giáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô cháu vát xá xá tăng chi về áp bát sàng ú bá giáp bá dần. Ê ca hằng chi vi tăng say yô bát sa tô u đa giáp ba dần. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sinh diệt. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Yô cha vá sa ha sa tăng chi về a ba sang u đa giáp ba dần. Ê căn chi vi tăng say yo bà sa tô đa gia pa dần. Dạ con đã đọc và kệ và phân tích xong, con xin xuống mất. Có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Quán Không, sư Tuệ Đức, quý sư quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 113 ngày hôm nay ạ. Yo cha wat sa sa tang chi we apat sang uda yap ba yang. Ê ca hằng chi quý tăng say yo bát sát tô uda yap bát dần. Vô cha quát sa sa tăng chi quê áp bát sẵn u đa dấp bát dần. Ê ca hằng chi quý tăng xây vô bát sa tô u đa dấp bát dần. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Vô cha quát sa sa tăng chi quê áp bát sẵn u đa dấp bát dần. Vô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, xá xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, bát là trường âm nhấn,
Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đá là hai đoạn âm, giáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo cha wat sa sa tang chi we abat sang u da yap ba yang. Và câu số 3 và câu số 4. E ka hang chi wi tang say yo pat sa to u da yap ba yang. E ka là hai trường âm thông thường, hang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, pass là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, ú đá là hai đoạn âm, dấp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E ka hang chi wi tang say yo pat sa to u da yap pa yang. Dạ con xin đọc lại ạ. Yo cha wat sa tang chi we a pat sang u da yap pa yang. E ka hang chi wi tang say yo pat sa to u da yap pa yang. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo cha wat sa sa tăng chi we a ba sang u da yap ba yang. E ka hang chi we tăng say yo ba sa to u da yap ba yang. Yo cha wat sa sa tăng chi we a ba sang u da yap ba yang. E ka hang chi wi tang say yo pan sa to u da yap ba yang. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, dạ, ủa có phải phiên mình không mà sao mình thấy số 2 mà không thấy ai đây, mình đứng 2 mà. Ồ dạ không thấy à, dạ thôi, cảm ơn Pháp Nguồn, Như Quang, Nhật Hà, Học Bài. Con kính đảnh lễ chư đại đức tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Con sám hối, con trước hết con phải đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Nam Mô Bụt Tha nhé. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quốc Không, Đại An, và con kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Con đứng thiên gì mà con vô, con lắp tắp quá, con xin sám hối, con xin đọc câu kệ số 113. Dạ. Yo cha wat sa sa tang chay chay we apat sang uda yap ba yang e ka hang chi quy tang say yo pat sa to uda yap ba yang. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Và đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin nha, dịch câu 1 và câu 2. Dạ chữ vô là trường âm thông thường. Chữ chá là đoạn âm. Chữ quát là trường âm nhấn. Chữ xá là đoạn âm. Chữ tăng là trường âm đặt theo dạng nguyên âm. Và chữ chi là trường âm thông thường. Chữ quê là trường âm thông thường. Yo cha wat sa sa tang chi we apat sang uda yap ba yang. Dạ là con xin dịch câu 2. Dạ
chữ chữ á là đoạn âm, chữ bát là trường âm nhắn, chữ sang là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chữ u là đoạn âm, chữ đá là đoạn âm, chữ dấp là trường âm nhắn, chữ bá là đoạn âm, chữ dân là trường âm trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Dạ là cô hai. Thì con xin dịch đến cô ba. E ca hầm chi quy tăng say vô. Dạ e là trường âm thông thường, chữ ca là trường âm thông thường, chữ hăng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chữ chi là trường âm thông thường, chữ quý là trường âm là đoạn âm. Sorry. Và chữ tăng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chữ say là trường âm nhắn, chữ vô là trường âm thông thường. Dạ, những cái câu 4. Bát sa tô u đa yep ba dần. Dạ, và chữ bát là trường âm thông trường âm nhắn, chữ xá là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường, chữ u là đoạn âm, chữ đá là đoạn âm, chữ yep là trường âm nhắn, chữ bá là đoạn âm, chữ dân là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại một lần nữa. Yo cha wat sa sa tang chi we a pat sang u da ya ba yang e ka chi wi tang say yo pat sa to u da ya ba yang. Dạ, dạ con xin đọc kệ. Yo cha wat sa sa tang chi we a ba san u da sa ba yang e ka ha chi quy tăng say yo ba sa to u da yam ba yang jo cha wat sang sa tăng chay quyên a pan san u da yap ba yang ê ca hăng chay vì tăng say vô bát sa tô u đã ba dâm ba dân. Và ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sinh diệt. Và đó là bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu. Và con cũng vừa đọc xong, xin mời vị kế tiếp. Dạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Quán Không, Đại Đức Tự Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam thánh nữ. Và bây giờ tự nhiên xin đọc và phân tích câu pháp cú số 113. Và cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Như Quang đã post bài. Yo cha wa sa sa tang chi we a pa sang u da ya pa yang e ka hang chi vi tang say yo pa sa to u da ya pa yang. Yo trường âm thông thường, cha đoạn âm, wa trường âm nhấn, sa sa hai đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm, chi we hai trường âm thông thường, á đoạn âm, bát trường âm nhấn, sang trường âm giọng nguyên âm, ú đá hai đoạn âm, giáp trường âm nhấn, bá đoạn âm, nhân trường âm giọng nguyên âm, ê ca trường âm thông thường, hăng trường âm giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, pass trường âm nhấn, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường, ú đá hai đoạn âm, giáp trường âm nhấn, bá đoạn âm, văn trường âm giọng nguyên âm.
Yo cha quá sa sa tăng chi về á bát sang u đa yak ba yang. E ka hang chi vi tăng say yo bát sa to u đa yak ba yang. Dạ, bây giờ thầy Dân xin kể. Yo cha quá sa sa tăng chi về Apasang udayap bayang Ekaham chivitang sayo Basato udayap bayang Yochawasasatang chiwe Apasang udayap bayang Ekang chivitang sayo Basato udayap bayang. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã đọc và phân tích xong. Nếu có sai, xin ngài và đọc hàng chỉnh sửa. À, dạ, bây giờ tự nhiên xin xuống mic và cũng xin vắng mặt trước máy. Ạ. Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp. Dạ con kính đảnh lễ ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ quý cô, quý sư, quý cô tu nữ. Dạ xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ cái điện thoại của con, cái mạng xong mà nó chập chờn hoài, không biết con đọc mọi người nghe có rõ không, mà bây giờ con không có được thấy bài. Dạ con xin dạ con cảm ơn cô Như Quang. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 113. Yo chát quát xa xa tăng chi về áp bát sang út đa giáp ba dần e ca hằng chi quy tăng xây yo bát xa tổ út đa giáp ba dần. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Yo trường âm thông thường, chá đoạn âm, quát trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê hai trường âm thông thường, á bá á đoạn âm, bát trường âm nhấn, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đá hai đoạn âm, giáp trường âm nhấn, bá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo chát quát sa sa tăng chi quê áp bát sang ô đa giáp bát dần. Dạ con xin phân tích và đọc câu 3, câu 4. E ca hai trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường, ú đá hai đoạn âm, giáp trường âm nhấn, bá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ê ca hăng. Tăng tức đa nhập tăng ú đa giáp ba dần. Dạ con đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Dạ con xin kệ.
Yo cha swat yo cha wa sa sa tang chi re a ba sang o da yap ba yang e ka hang chi wi tang se yo ba sa to o da yap ba yang. Dạ con đọc phân tích và kể xong, con có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đầu tràng sửa sai cho con ạ. Dạ, con xin cảm ơn chàng. Đạo tràng xin người tiếp theo. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha. À, như vậy là hết rồi ha, không còn ai lên đọc nữa phải không? Dạ, xà thủ sư phòng mai. Nghe hú hú ha. Rồi, bây giờ chúng ta hãy đi vào ý nghĩa từ vựng. À, câu Phật ngôn 113 chỉ có 3 từ, chỉ có 3 từ. Apasang là 1, Udayap Bayang là 2, rồi Pasato là 3. Chỉ có 3 từ trong cái câu này. Còn những cái từ khác giống nhau à, mà giống nhau à, Huynh Quang hỏi anh trai là chúng tôi cũng bí luôn. Nói đây là Phẩm Ngàn mà tại sao mà nói 100 hả? Vương trước 120 mà Huynh Quang hỏi sao đây là Phẩm Ngàn mà nói có 120. Không biết làm sao trả lời. Rồi à, bây giờ chúng ta nhìn lên trên ha. Vô là người nào, cha là vào, quá xa là đời sống à, sát tăng là 100. Và ai sống một à, chi quê là cũng là cái đời sống ha. À, và người nào sống 100 năm, ở đây dịch là ai sống 100 năm. Rồi cái từ câu số 2, Apasang Udayapayang. Apasang, chúng ta thấy tiếp tục ngữ á có nghĩa là không ha. Chữ Pasanta, đây là một hiện tại phân từ nam tính à, hiện tại phân từ nam tính có nghĩa là không nhìn thấy, chữ do chữ bát sanh tá là đang nhìn thấy, nhưng mà có chữ a trước à, bát sanh nó được chia theo đối cách à, bát sanh là không nhìn thấy. Không nhìn thấy cái gì? Udayap Bayang, Udayap Bayang do hai từ ha. Udaya, Udaya là sinh ra ha. Rồi chữ Bayang á do từ quá giá, do từ quá giá là diệt mất, sinh ra và diệt mất. Ở đây ám chỉ về vấn đề sinh và tử, hay là sự sanh và sự diệt. Udayapayang, sự sinh và sự diệt. Mà Apasang tức là không thấy cái sự sinh và sự diệt, thì Ngài Hòa Thượng dịch là không thấy pháp sinh diệt. Rồi Ekahang chi quý tăng say yô à, Ekahang ở đây không phải là Eka cộng với Ahang. E cá mà cộng với A Hăng thì có nghĩa là một người duy nhất ha, nhưng mà không phải. Ở đây chữ này á, E cá là một nè, A Ha là ngài, chứ không phải một tôi ha. A Hăng là tôi,
nhưng mà ở đây chữ a-ha, và a-ha này được chia theo đối cách số x đối tỷ giá quy phát tiếng e có với thành a, cho nên e cá cộng với a-ha nó biến thành a hăng, e hăng là một ngày chứ không phải một mình thôi ha. Chi quý tăng là đời sống, xây vô là tốt hơn. Và câu cuối Bassato, à, chữ Bassato do căn ngữ đích, à, đây là một hiện tại phân từ nam tính, và Bassato ở đây được chia theo sở hữu cách số ít, à, chắc thiếu pháp tí ai có quá trình ha. Cho nên Bassato của người đang thấy, của người đang thấy, mà thấy cái gì? Udayap và dân là sinh và tử hay là sinh và diệt, à, ở đây gọi là được thấy pháp sinh diệt, à, như vậy thì từ vựng chúng ta thấy chỉ có ba từ ha, à, Apassang là không thấy, Passato là thấy, và Udayap và dân là sinh diệt, à, sự sinh và sự diệt, à, như vậy thì tư vấn chúng ta thấy, à, rất là dễ ha, giống nhau hết chỉ có khác nhau ba từ, à, đúng rồi, Passato do động từ Passati, Passati là thấy. Rồi chúng ta cũng thấy trong tứ niệm xứ á, à, Vipassana, chữ Passana đó do chữ Passati này, à, Vipassana tức là chúng ta thấy trên cái thân, trên cái thọ, trên cái tâm và trên cái pháp, à, thấy gọi là tứ niệm xứ, bốn cái vị trí để mà chúng ta nhận định là thân, là thọ, là tâm, là pháp, cho nên gọi là tứ niệm xứ. Rồi bây giờ câu Phật ngôn 113, người nào có thể sống 100 năm không nhìn thấy sự sanh và sự diệt, bằng sống của một ngày, bạn sống một ngày của người đang thấy được sự sanh và sự diệt là tốt hơn. Ý nghĩa của 113 ha, à, tức là, và người nào có thể sống 100 năm không nhìn thấy sự sanh và sự diệt, bạn sống một ngày của người đang thấy được sự sanh và sự diệt là tốt hơn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: 100 năm sống có ích gì, pháp đi pháp đến vô tri chẳng tường, một ngày quả thật khó lường, thấy pháp sanh diệt vô thường ra sao. 100 năm sống có ích gì, pháp đi pháp đến vô tri chẳng tường, một ngày quả thật khó lường, thấy pháp sanh diệt vô thường ra sao. Rồi, Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn, ngụ ngôn: ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp diệt sinh. Alo, chúng ta còn thời gian nhiều ha. À, bây giờ nói về pháp sinh diệt ở trong cái room này nè ha. Thực tế một chút đi. Ví dụ như quá chứ trời man chạy đâu mất tiêu rồi ta. À, chúng ta thấy chứ trời man thời gian trước đến sinh hoạt thường xuyên trong room của chúng ta là bắn đi một thời gian băng bóng, rồi mới xuất hiện ngày hôm nay, à, nói rằng chị Kha đọc sai. À, tức là chứng tỏ Thích Trà Man cũng là người có trình độ. Rồi, nó bỏ chạy mất tiêu, à, đó là một sự vô thường, à, à, một cái sự sinh diệt ha, một cái sự tồn tại và sự biến mất, à, thì nó cũng thích nghi với câu Phật ngôn 113. Nhưng mà đừng có cầm cái điện thoại lên mà gọi 113 ha. Khi mà chúng ta cầm điện thoại lên gọi 113 tức là có sự bất an, à, và sẽ có những cái mà coi như không tốt xảy ra ha.
bình thường thì chúng ta tự giải quyết lấy, tự giải quyết lấy. Chứ khi mà để 113 giải quyết tức là chúng ta phải tốn và hao. Rồi bây giờ trước khi đi vào cái vấn đề coi như là duyên sự của câu bà con này, bây giờ quý vị có ý kiến trước này, quý vị tập đi, tập làm sao trong cái sự sinh hoạt chúng ta đưa ra những vấn đề chúng ta bàn thảo để rồi cái vấn đề duyên sự nó kết thúc. Quý vị nghĩ rằng ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt? Mà bây giờ sống 100 năm á, dễ hay khó? Cứ sợ có người làm sao còn thành tiếp bản con người sống được 100 năm, hơn 100 năm. Nhưng mà với cái tuổi cao sức yếu 100 năm làm khổ cho con cháu chứ có lợi ích gì à, sống lâu sắc đẹp an vui dồi dào sức khỏe bốn câu chúc mừng ha. Nhưng mà nghĩ mình sống càng lâu á đa thọ đa khổ chứ có gì đâu, sống càng lâu càng khổ. Mà bây giờ sống 100 năm để làm gì? Thấy được pháp sinh diệt hay là không thấy pháp sinh diệt? Mình sống giống như thầy ma biết đi thì sao đây? Tức là mình không biết tạo thiện pháp, sống không có giá trị của con người, sống không có tình người, thì bây giờ mình sống để làm gì? Cho nên hôm trước cái thành kiện có nói cái gì những bài ca những bài hát cái gì đó, ủa sao mà bỏ chạy mất tiêu rồi cái thành kiện? Thì chúng ta cũng thấy rằng ví dụ như mùa thu chết đã chết rồi thì cho nó chết luôn, cho nên bây giờ mình cũng nhắc lại làm gì hả? Cái gì quá khứ cho về quá khứ. Hiện tại ở đây chúng ta thấy sanh diệt như thế nào qua cái câu Phật ngôn này, chúng ta cứ bàn tán thử đi. Thời gian còn nhiều mà, rồi một tí nữa đi vào duyên sự để chúng ta thấy ý kiến của mình có lý, ý kiến của mình hay, ý kiến của mình cũng xác thực. Quý vị thấy vậy được không? Còn ví dụ người ta đương đọc hay hay vậy đó, cái đem hai ly nước, cái đem đè của người ta trắng nước, biết không sao người ta đọc nữa hả? Quý vị thấy khi nào người ta đọc xong rồi thưởng thì cái chuyện đó không ai nói, bông hoa trái cây này, này kia. Thấy quan hệ đọc mệt rồi có trái cây nè, rồi ăn nè, gọi là tham nhũng nè, có nước để mà uống nè, gọi là yêu nước nè, trời ơi sung sướng không? Thì còn bây giờ người ta đương đọc anh chơi đưa mấy ly nước thôi uống đi, người ta sặc làm sao người ta đọc? Rồi bây giờ ý kiến sao tốt hơn sống một ngày? Một ngày chúng ta sống có ý nghĩa, tức là thấy được pháp sinh diệt. Mà pháp sinh diệt đó là cái pháp gì đây ha? Hello, bàn tay quý vị thảo luận trước, nghe nguyên sự sao? Hôm nay phải thay đổi không khí nhé. Chứ không giống như Sĩ Khà, Sĩ Khà cũng là có nhiều hiểu biết về giáo pháp cũng sâu chứ đâu có dở. Nhưng mà đọc vậy mà không ai chú ý là rồi xong ngay cái room này. Cho nên nói tại sao ngồi im ru? Im ru có ý nghĩa của im ru, nó núp lùm mà sao mà động đậy người ta thấy sao? Cho nên núp lùm là phải ngồi im ru. Mà núp lùm như vậy mới thấy được người nào đúng người nào sai. Anh bà con. Rồi, xin mời bàn tay của quý vị nói về cái ý nghĩa trong Phật ngôn 113. Rồi khi đó chúng ta đi vào duyên sự để coi rằng ý kiến của mình có trùng hợp với cái duyên sự này hay không. Cái gì nó cũng được, ăn nó bậy cũng được luôn hay sao? Cái kim này là nó bậy nè,
nó phải đúng nhá. Cho nên cái gì nó cũng được, cái bậy mà nó ra ăn đòn sao. Rồi thôi bây giờ xin mời sĩ Kim nói sao cho thấy được cái pháp sinh diệt ở đây nè, cái đó là cái hay. Rồi sĩ Kim đâu rồi? Công nhận sĩ Kim cái gì ăn ăn, cái gì cúng cúng mà hồi nào giỡn giỡn, hồi nào phân tích về Phật pháp là Phật pháp, đó là điều mà rất là khâm phục. Rồi mời sĩ Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Quán Thông, các sư Lấp Lùng, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con nghe gần như bên chùa sư có người đánh trống thùng 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 ấy sư, mấy con già nó kêu nữa mà không thấy có sữa. Sư đừng có cho con ăn thuốc thuốc đường nha sư, con không dám đâu à. Con biết gì con nói vậy thôi, có nhiều điều con đắc con không có biết, con phải còn học hỏi nhiều lắm. Sư đừng có cho ăn nước đường, sư cho con bay bay tới trên cao rồi dưới đây cái sư lấy dây á, cái kéo thì cắt một cái, trời ơi rớt xuống bể đích luôn vậy đó. Con biết cái tật này của sư hết trơn rồi, con không có còn ngu nữa. Cũng còn ngu nhưng mà bớt ngu hơn lúc trước đó sư. Sư muốn câu hỏi của sư là làm sao thấy biết sanh diệt hả? Biết ẹt nè, chẳng hạn như mình ngồi mình thở ra rồi mình hồi cái hết thở phải đem vô nữa, hơi thở đó có thì không có không đó, rồi đó là sanh diệt rồi, nó sanh rồi nó diệt đó. Có từ mắt đó trở ngoài trời đó, trời mưa rồi trời nắng, trời hết mưa rồi còn mưa, rồi hết mưa trời gió hết ngó. Còn cho đời người giống như cha mẹ con cái đó, cha mẹ hay bắt tay người già chết rồi đi sanh đầu thai vào kiếp khác, đó sanh diệt đó. Nhưng cái đó là dễ thấy hơn, nhưng mà lại quan cái là người ta lại nói cái linh hồn đó tiếp tục nữa, chết dịch nữa, không đúng nữa. Con thấy cái pháp trình sinh diệt mà dễ thấy nhất là cái hơi thở thôi. Mà không có thở vô là không chết ngắt rồi, thiếu không khí chết ngắt rồi. Mà cứ thở vô hoài, mỏng thở ra, bể cái bụng cái đụng chết ngắt luôn nữa. Thì cái đó là pháp sinh diệt là thấy rõ giống vậy. Nhưng mà ở trong pháp của Đức Phật đó, sinh diệt không có dễ. Tại vì đối với Đức Phật đó, ở trên nhân loại này chúng sanh không có gì gọi là chúng sanh người đẹp qua hậu đàn ông hay đàn bà gì ráo trội hết, chỉ có ngũ quẩn thôi, ngũ quẩn cái cấu tạo thành chúng sanh thôi. Nó có sắc thọ tưởng hành thức, tức là năm cái quẩn đó. Mỗi cái quẩn nó có 10 tướng, tức là năm quẩn thì có 50 cái tướng. Mà trong 50 cái tướng đó thì hết phân nửa là tướng sinh, phân nửa là tướng diệt. Chẳng hạn sắc có 10 tướng, thọ có 10 tướng sanh diệt, tưởng hành thức gì đều có 10 tướng sanh diệt. Và mỗi cái 10 tướng sanh diệt nó có 5 tướng diệt. Thì con thấy trong dược pháp đó, thì tướng sanh nó gồm có 5 cái. Anicca chăng là vô thường, thứ hai là chá răng rung động, thứ ba là áo phá răng mềm ý, thứ tư là vi phá lý na ma thâm măng, tức là cái pháp nó thay đổi tự nhiên, nó là vô thường mà, nó đâu có thường đâu, nó thay đổi thôi. Thứ năm là sanh khát tăng, tức là pháp hữu vi. Còn pháp diệt nó có 5 cái. Phá lô khăn là tan rã, thứ hai pháp phá vú là tiêu diệt, thứ ba là ác thú quăng không bền, thứ tư quý phá quăng là hư hại, thứ năm là má ra ná thâm măng, có sự chết là bình thường. Tức là không ai mà sống hoài hết, Đức Phật cũng phải chết. Cho rồi Đức Phật như là con thấy trong sách Đức Phật, Đức Tây Giáo đó, ngày sống 82.000 tuổi thọ. Cái thời của Đức Phật, Đức Tây Giáo đó là con người sống dài quá, sống lâu dữ lắm, chục ngàn tuổi luôn. Đức Phật Đức Tây Giáo 84.000 tuổi, coi mịn đây 100 năm thấy, trời 100 năm thấy cũng ngao, cũng lâu hay gì đó, có người đó 100 năm sống lâu quá. 84.000 tuổi quý vị thấy không? Trời ơi sống lâu quá trời đi, già ngắt luôn, mà cũng phải chết. Mà chư thiên ở trên trời hay là phạm thiên ở trên trời sắc giới
cũng hết tuổi thọ cũng chết, rồi mấy phạm thiên ở trên cảnh trời vô sắc giới, tuổi thọ dài ngằng dài ngặt ngặt luôn, hàng tỷ tỷ năm đó, hết tuổi thọ cũng phải chết. Thì những pháp sanh diệt này đó là việc bình thường, những cái pháp này không phải cho Đức Phật đặt ra hay đâu, mà chính Ngài, lúc mà Ngài quán thấy, Ngài đắc đạo quả, Ngài thấy những cái này, Ngài chỉ là chúng sanh cũng như sự vô thường, vô ngã. Thì nhất là pháp, nhất là cái pháp nhân quả đó, nó đã có sẵn trong vũ trụ này, hồi lúc nào nó là như vậy rồi, Ngài đã tìm ra, Ngài nói cho chúng sanh biết như vậy, và Ngài chỉ chúng sanh cách nào để mà tránh khỏi cái đó bằng cách tu học theo những cái lời của Ngài dạy. Thì con thấy hiểu mấy cái tướng này, nhất là những pháp sanh diệt là khó, chỉ biết theo cái nguyên tắc thôi, chứ mình thâm sâu đó nó sanh diệt từng sát na, không có thấy gì, không có thấy từng sát na đâu, chỉ có cái trí tuệ của vị chánh đẳng chánh giác mới nhìn thấy được cái pháp nó thay đổi từng sát na. Chứ người bình thường chúng con thì nhìn thấy cái gì nhiều lắm đó, nó rõ ràng. Nhất là con thấy là về thân xác của chúng ta, nếu mà chúng ta không để ý, nếu chúng ta nhìn vào những cái hình đó, hồi lúc chúng ta còn nhỏ thì gương mặt chúng ta phát, mà càng lớn tuổi thì cái hình của chúng ta, gương mặt của chúng ta thấy nó thay đổi với cái theo thời gian. Cho dù mấy cái vị hoa hậu gì đó, người đẹp hoàn mỹ, cho dù có giữ sắc đẹp rồi sửa sang gì đó, sửa sắc đẹp gì đó, cũng không có tránh khỏi được cái sự diệt, cái sự là tan rã tiêu diệt gì đó, nó không có bền được. Con nhìn đây con thấy hồi đó con nhìn cái cô ca sĩ Madonna đó, cổ rất là đẹp, lúc còn nhỏ cổ rất đẹp như tiên vậy, rất đẹp. Nhưng giờ cổ 60 tuổi hơn rồi thì thấy nó khác nhau liền, cho dù cổ có gì làm gì cũng khác. Những tài tử ngày xưa đóng phim, rồi những nghệ sĩ mà con nhỏ con thấy đó, lúc nhỏ học, bây giờ lớn lên thấy họ già, họ có làm cái gì họ cũng tránh khỏi được những cái pháp sanh diệt này. Cái sắc mạng quyền từ từ nó biến, nó quỷ hoại, nó tạo những việc nó chết, thì không ai tránh được hết. Đó là pháp sanh diệt, chúng ta chỉ thấy cái quả của nó thôi, chứ thật ra ngay từ cái phút nó sanh rồi, những việc nó sanh để việc sanh diệt không thấy được, chỉ có bậc trí tuệ mới thấy được thôi. Con nghĩ rằng những cái bậc mà có thiền định, mà có tứ thiền, đắc tứ thiền đó, họ chỉ dòm thấy trong cái khoảng khắc mà nó cũng nhiều sắc na ở chỗ đó thôi, chứ họ không thấy được ngay từng sắc na đâu. Đó là còn ý kiến của con thôi. Còn chỉ có ý kiến như đó thôi, chứ đâu biết nói gì đâu. Còn giải thích mấy năm canh này với năm pháp diệt này, ô ma má, ô la la, nó dài thằng lắm sư ơi, nó nhiều thứ lắm sư, không có nói được. Vô thường thì ai cũng biết rồi, nó không có bình thường, nó lúc nào nó cũng thay đổi, ai cũng biết rồi. Rung động thì rung động, trái hai trái tim rung động, cây lá rung động, do gió thổi chấn động một cái gì để thay đổi rồi có vậy. Mềm yếu, con thấy con người mà tướng lãnh thì coi trong phim hay ngoài đời cũng vậy, người nào mà cứng cỏi ngầu vậy lắm, nhưng cũng có họ cũng mềm yếu. Mềm yếu vì cái tánh tình, mềm yếu về cái thân xác, họ phải thấy thôi. Còn thay đổi tự nhiên đó là đúng rồi, không có ai mà giống nhau hoài, họ thay đổi từng sắc na, tại vì sắc mạng quyền nó bị cái tuổi thọ của nó từ từ nó giảm đi từng sắc na. Pháp Hữu Vi ở đây là pháp gì Hữu Vi rồi, pháp Hữu Vi thì lúc nào nó cũng thay đổi rồi. Còn sự việc nó tan rã, cái nào nó cũng tan rã, cây cối là cái gì, đất sắt đá gì cũng vậy, nó cũng phải mòn tan rã theo cái thời gian của nó có tuổi thọ của nó, tiêu diệt, không có cái nào mà bền bỉ hết, cái gì cũng phải đi tiêu diệt hết. Cái đất này bự dễ sợ giống đủ thứ, một ngày đó thì tới tuổi của nó cũng bị diệt thôi, không bền, không có cái gì trên cõi đời này nó bền vững lâu hoài hết, nó diệt hết. Hư hoại, cái phá quăng hư hoại, đâu có cái nào mà còn tốt hoài đâu. Cái xe cũng như cái nhà vậy đó, cho dù cái gì mà quý giá để trong tủ vậy, cũng có ngày nó hư hoại à. Nó gió thổi hay có nhảy kia rồi nó biến động còn thôi, cái tuổi của nó cũng phải tan rã thôi, nó cũng hư cái này hư kia thôi. Còn
chữ chết, đâu có ai mà đâu có ai mà cúng hoài đâu. Đức Phật còn đặt niết bàn nữa, ông Đức Chúa Giêsu vậy đó cũng phải chết thôi, ai cũng phải chết, không ai mà sống hoài được hết. Rồi con nói vậy cũng đủ rồi đó sư. Con con tự biết nhiêu đó là nhiêu đó thôi, con nghĩ rằng nhiêu đó thôi. Còn xin nhận hóa lên cho người khác. Nếu trong sự chia sẻ này của con nó có sự sai sót, con xin các sư, các cô tư nữ và quý vị trong đạo tràng chỉ giáo ạ. Còn xin nhận hóa lên cho người khác ạ. Alo, sao em ru vậy? Ngồi trên bờ hả? Quý vị có nghe rõ chưa? Rồi, trước tiên chia sẻ như vậy, quý vị thấy có ý kiến thế nào? Đó cũng là một khía cạnh nói lên cái sự sinh và sự diệt trong cái chính bản thân của chúng ta. Nhưng mà thực tế nhất nè, là hôm nay Sư Kim Nhung đã có mặt trong đạo tràng. Mấy ngày trước vắng mặt, hôm nay có mặt. Đó là sự hiện diện và sự vắng mặt. Trong sự hiện diện và vắng mặt này, thấy được chính bản thân của mình trong sự tu lập như thế nào qua cái đêm đầu đà. Alo, xin mời Sư Kim Nhung. Đây là những điều thực tế ha, chúng ta có sao nói vậy. Alo, Kim Nhung có chiếc máy, xin mời. Bởi vì khi một thiện sự chúng ta làm và bày tỏ thiện sự mà mình đã trải nghiệm, chắc chắn rằng đạo tràng sẽ tùy hỷ cái phần phước đó. Rồi xin mời Nhung nha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ và ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con thưa sư, cái trải nghiệm của con trong cái ngày đi thọ đầu đà vào dịp rằm tháng giêng, nó cũng rất là đặc biệt, nhưng mà nó cũng thành rất là thông lệ thôi. Tại vì cứ thường là rằm tháng giêng thì con sinh hoạt ở đạo tràng chùa Siêu Lý, thì sư Tinh Tuệ cũng hay dẫn đoàn đi lên trên chùa Thái Hòa ở Định Quán, là chỗ Hòn Đá Ba Chồng, chỗ ngài Pháp Tân làm trụ trì, để thọ một đêm đầu đà ở trên đó. Thì đó là cái thông lệ của chùa Siêu Lý. Rất là hoan hỷ, vì là cái hoan hỷ nối tiếp hoan hỷ. Vì trước đó thì buổi trưa ngày rằm tháng giêng thì nhóm của chúng con, trong đó ở đây cũng có Tina, đã hồn phước làm lễ trai tăng ở chùa Trúc Lâm, quận 6. Thì tụi con cũng rất là hoan hỷ, vì khi mà tắc bạch với sư trụ trì là sư Phước Thịnh, thì
thì sư Phước Thịnh cũng đã đồng ý cho nhóm chúng con làm trai tăng ở chùa Trúc Lâm nhân vào dịp một ngày lễ rất là đặc biệt đối với Phật giáo Nam truyền, về cái ngày mà có ba sự kiện rất là quan trọng, đó là sự hội ngộ của 1.250 vị tỳ kheo là lục thông A-la-hán không mời mà tụ tập lại. Rồi cái thứ hai là Đức Phật hứa với Ma Vương là 3 tháng nữa mới nhập diệt, và trong cái bữa đó thì đã có cái buổi về về giới, dạ. Về Đức Phật đã ban hành về giới giới luật, và cũng trong ngày đó thì Đức Phật đã tuyên bố hai vị là cánh tay mặt và cánh tay trái của Đức Phật là ngài Moggallana và ngài Sariputta. Dạ, đó là một sự kiện rất quan trọng đối với Phật giáo Nam truyền. Thì con rất là hoan hỷ vì được làm lễ trai tăng ở chùa Trúc Lâm, mang cái tiếng Trúc Lâm cũng là cái nơi mà 1.250 vị tụ tập về. Dạ. Sau đó thì buổi chiều thì chúng con theo đoàn đi lên chùa Thái Hòa để dự lễ đầu đà. Thì nó đặc biệt ở cái chùa Thái Hòa này là xung quanh đều là người tôn giáo hết, người theo đạo Thiên Chúa hết. Chỉ có một cái chùa Thái Hòa nằm ở trên một cái đồi cao là chùa Phật giáo Nam truyền. Thì năm nào nhóm Phật tử chùa Sư Lý cũng đến đây, một mặt là mình thể hiện cái lòng tri ân đối với Đức Phật, đối với giáo pháp và đối với chư tăng, một mặt là mình cũng thể hiện là ở cái ngôi chùa này cũng có những cái Phật tử ở các nơi về sinh hoạt, chứ không phải là chỉ có ở Phật cầu Phật tử địa phương và xung quanh là những người công giáo không. Nên là khi chúng con về đây thì cái ngôi chùa này nó sinh động hẳn lên, tại vì xung quanh đều là công giáo nên là ở đó nó ít Phật tử, mà cái đoàn của Sài Gòn về lên đây thì nó tới 6-70 người. Dạ, rất là đông, rất là hoan hỷ. Và tối đêm đó thì tụi con đã được trải nghiệm rất là nhiều thiện pháp. Tụi con lên đó là được cắm hoa dâng lên Đức Phật, rồi lễ rước đèn, rồi sinh hoạt về pháp, có đố vui, rồi sinh hoạt về đạo pháp với nhiều chủ đề về Phật pháp, chủ đề về giáo pháp và chủ đề về vi diệu pháp, do sư Tinh Tuệ làm chủ xướng những cái chủ đề này. Cái rồi cũng có sư Tánh Huynh cũng phụ với sư Tinh Tuệ trong cái buổi sinh hoạt ngày hôm qua về sư Tánh Huynh thì hướng dẫn về thiền, rồi có sư Pháp Tân và những vị sư ở trong chùa làm cho cái buổi sinh hoạt rất là sinh động. Tụi con cũng quên cả mệt mỏi sinh hoạt suốt cho đến 3 giờ sáng, rất là vui, rất là hoan hỷ. Rồi thì 3 giờ sáng đoàn tụi con ra xe và trở về Sài Gòn. Con về Sài Gòn tới đây, tới Sài Gòn là 6 giờ, nhưng mà con cũng hơi mệt, thành ra con không vô sinh hoạt đạo tràng được. Dạ. Cái niềm hoan hỷ nó cũng vẫn dâng trào cho tới ngày hôm nay. Mỗi khi mà được đi sinh hoạt về Phật Pháp, hoặc đến chùa, hoặc là đi làm những thiện pháp, thì trong lòng mình nó cảm thấy nó cứ dâng trào. Mình sống được một ngày với giáo pháp của Đức Phật, và mình bớt được một ngày mình làm những việc bất thiện ngoài đời. Nên là tôi có hoan hỷ. Dạ, đó là những cái gì mà con được trải qua ngày ngày hôm qua, là ngày đi thọ đầu đà, và cái ngày rằm tháng giêng là ngày rất quan trọng đối với Phật giáo Lan truyền. Dạ, con chỉ có biết như vậy thưa sư. Dạ, niềm vui thì vẫn còn cho tới ngày hôm nay, vẫn còn hoan hỷ. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng đã nghe con trình bày. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin dâng mic đến sư. Dạ, kính chào đạo tràng ạ.
Sa tu Chị Kim Nhung. Chúng ta thấy Chị Kim Nhung trình bày với một cái tâm rất là quan hỷ trong thiền sự, trong pháp học, trong pháp hành mà quý vị đã thể hiện. Rồi bây giờ chúng ta nghe duyên sự ha, rồi chúng ta suy tư về những cái điều mà Chị Kim vừa nói, Chị Kim Nhung vừa trình bày để có thích ứng hay không. Câu Phật ngôn 113, ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Đức Phật ngài đã thuyết cái câu Phật ngôn này, trình bày câu Phật ngôn này tại chùa Kỳ Viên và đề cập đến một vị Bhikkhu Thu Ni tên là Patachara. Patachara, cô ta là con gái của một gia đình giàu có ở Savatthi, tài sản lên đến 400 triệu đồng tiền vàng, nhan sắc thì rất là tuyệt đẹp. 16 tuổi được cha mẹ cho ở tầng lầu chót ở trên tòa nhà 7 tầng, canh gác một cách cẩn thận, gọi là khuê môn bất xuất. Tuy vậy cô ta vẫn thông gian với một gia đình ở trong gia đình, một người nô lệ trong gia đình. Cha mẹ đã hứa gả cho một công tử đó là Buôn Đăng Hộ Đối, và ngày cưới thì sắp tới nơi. Cô ta mới khoảng qua báo với tên gia đình người nô lệ đó sẽ không bao giờ có được quà cáp để đến thăm bên gia đình của bên chồng. Tức là cô ta xúi cái người chồng của mình tìm cách nghĩa là mang cô ta ra khỏi nơi này nếu mà thật sự yêu thương cô ta. Và cái tên nô lệ đó đồng ý trốn đi cô ta bằng cách là ăn mặc một cách dơ bẩn, tóc tai rối bù, rồi lấy bụi bặm mà nghĩa là bôi vào trong người, cầm cái bình đựng nước giả bộ như là một cái người tôi tớ đi ra ngoài để mà mang nước về nhà. Rồi hai người đã trốn đi đến một nơi rất là xa xăm và sinh sống nơi mà không có ai quen biết hết. Người chồng thì lo trồng trọt công củi và lá trong rừng, người vợ xách nước giã gạo nấu ăn làm mọi công việc nội trợ. Mà bà ta khi mà còn sống, cô ta khi mà còn sống là một tiểu thư, không có đúng một ngón tay nào. Rồi khi cô ta có mang 16 tuổi thì không biết làm sao, muốn về nhà của cha mẹ mình để sinh nở và được sự giúp đỡ, nhưng mà anh chồng thì không chịu, sợ họ bắt tội và hành hạ mình, bởi vì mình là một cái nô lệ trong gia đình đó. Cô ta năn nặc đòi đi nhiều lần nhưng mà ông chồng cản không cho đi. Chờ đến khi ông chồng đi vào rừng thì bà ta mới gửi nhà lại cho họ hàng lối xóm, rồi về nhà cha mẹ ruột của mình để mà sinh nở. Người chồng trở về biết được, tức tốc đi tìm cô ta trở lại. Nhưng mà khi đến nơi gặp thì cô ta đã chuyển bụng và sinh được một bé trai. Cả hai đã trở về nhà. Thế là lần sau lại có mang, cô ta cũng bỏ về nhà như cách trước. Người chồng đi làm về thấy vắng mặt cũng đi tìm, và trên đường đi thì bất ngờ một cơn bão lớn đã thổi tới, mưa như trút nước, sấm sét không ngừng. Đúng lúc đó thì người vợ chuyển bụng và người chồng tìm được người vợ ở giữa đường, rồi tay cầm cái rìu đi tìm cách chặt
những cái cây lá xung quanh để che chòi cho người vợ lâm bồn. Thấy một bụi cây đi ù mối, anh ta vừa chặt xuống thì con rắn độc ở trong cái gò mối nó trườn ra và cắn chết anh ta. Patachara đau bụng dữ dội, chờ mãi mà không thấy chồng trở về. Rồi cô ta sinh đứa thứ hai và trăng mình chịu cơn mưa suốt cả đêm, cho đến nỗi coi như sáng ra thì da của mình đã tím lại, và đứa con thơ nằm dưới bụng mẹ cũng thôi đó. Rồi không chịu nổi cái cơn gió cơn mưa, rồi thấy người chồng đã chết, cô ta khóc thét lên. Và một tay thì ẵm đứa nhỏ mới sinh vào ngực, một tay thì dẫn đứa nhỏ đã sinh trước một năm, toàn thân coi như không còn một chút máu, thịt như là một chiếc lá vàng úa. Cô ta lên đường, tay ôm đứa mới sinh đỏ hỏn ở trong lòng, còn tay kia thì dắt đứa lớn. Ba mẹ con thất thểu đi theo cung đường mà anh chồng đã đi, và thấy anh ta nằm chết trên cái ù mối. Cô ta than khóc rồi đi tiếp. Đến bờ sông Atiravati, nước dâng cao, nhiều chỗ đến thắt lưng, sức khỏe thì yếu, cô ta lội qua với hai đứa con, để đứa lớn bên này và đem đứa nhỏ qua bên kia sông. Rồi bẻ một cái nhánh cây trải đặt nó lên, rồi quay trở lại. Nhưng mà vừa đi vừa nhìn đứa nhỏ, khi mà đến giữa dòng thì thấy có một con diều hâu xà xuống quắt đứa nhỏ mới sinh. Bà hốt hoảng xua tay hét: "Bái đi, bái đi." Nhưng mà nó không nghe vì quá xa, rồi chộp đứa bé bay mất. Bên này đứa con lớn thấy mẹ quơ tay tưởng gọi mình, cho nên cũng bò xuống dòng sông và bị nước cuốn mất. Chồng chết, một đứa thì bị chim tha, một đứa thì nước cuốn trôi. Bà rên rỉ và đi tiếp về nhà của cha mẹ mình. Gặp một người từ trong thành đi ra, bà hỏi thăm về gia đình mình. Người kia hình như biết là ta, cho nên không muốn nói đến. Nhưng mà bà ta hỏi riết rồi ông ta phải nói sự thật về gia đình đó đã bị cháy sập đè chết hết bởi cái cơn mưa bão đêm qua rất lớn. Hàng xóm và thân nhân vừa thiêu xong họ, khói còn bốc lên trên giàn quả từ xa vẫn trông thấy. Bà nghe xong nổi điên liền, y phục tụt hết và không hay biết gì. Bà trần truồng như là một thuở mới sinh ra, lang thang khóc lóc thở than: "Thay con ta đã chết, chồng ta chết giữa đường, cha mẹ và anh cũng được thiêu trên lửa hừng chết rồi. Hai đứa con thơ giữa đường chồng chết bơ vơ một mình, mẹ cha em ở gia đình lửa thiêu mất xác, bóng hình còn đâu." Ai thấy bà ta cũng đều la lên: "Đồ điên, đồ điên." Rồi người thì ném rác, kẻ tung bụi vào người của bà ta. Lúc đó Đức Phật ở tại Chia Ta Quần Nát đang thuyết pháp giữa hàng môn đệ. Ngài trông thấy bà điên này từ xa và biết rằng bà đã viên mãn 100.000 kiếp, đã tròn cái lời thề nguyện và đã đạt đến cứu cánh. Bởi vì sao? Trong thời của Đức Phật Padumottara, bà đã thấy một vị tỳ kheo nêu được tuyên bố là đệ nhất không hiểu về giáo pháp, và được Đức Phật mở cửa trời để thích cho vào lạc viên.
Vì thế mà bà phát nguyện xin được là làm một cái vị Phật công nhận là một vị tỳ kheo ni đệ nhất thông hiểu về hiểu Pháp. Đức Phật Padmasambhava nhìn vào tương lai và biết bà sẽ được như ý nguyện, cho nên ngài đã tạo ký vào thời kỳ Đức Phật Gotama, bà có tên là Patachara và sẽ được đúng như cái lời nguyện. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn khiến bà đi đến tỉnh xá Kỳ Thiên. Các vị tỳ kheo la lên bảo nhau đừng có để cái bà điên này đi vào, nhưng mà Đức Phật bảo cứ để bà ta đến rồi nói với bà: này chị hãy tỉnh trí đi. Nhờ thần lực của Đức Phật, bà lập tức khôi phục lại tâm trí. Và ngay lúc đó bà nhận ra y phục đã mất hết, cảm thấy xấu hổ và sợ tội. Bà vụt úp mình xuống đất. Một người đã ném cho bà một cái y khoác. Khi mặc xong, bà vũ phục dưới chân của Đức Phật Gotama và thưa rằng: và Đức Thế Tôn, con xin quy ngài, nương tựa ngài. Con có một đứa con đã bị diều tha, một đứa bị nước cuốn trôi, chồng con chết vì chán cắn, cha mẹ anh em con cũng bị chết hết rồi. Đức Phật nói rằng: Bhattacharya, đừng có phiền muộn. Ngươi đã đến với người có thể là nơi nương tựa ẩn trú, nơi che chở, nơi nương tựa cho ngươi. Những cái điều mà ngươi kể đều đúng hết. Cho đến ngày nay, qua biết bao nhiêu vòng sanh tử luân hồi, ngươi đã khóc vì mất con, mất người thân, nước mắt hơn nhiều còn hơn nước trong bốn biển. Nước bốn biển ít hơn so với nước mắt đổ do sợ và quẫn trí. Tại sao còn không nhận? Nước trong bốn biển có bao nhiêu, nước mắt sao ra mới thật nhiều. Trong cõi nhân gian đầy khổ lụy, sao con lơ đễnh thả xuôi chiều? Đức Phật giảng về sự luân hồi vô thủy. Ngài nói tới đâu đau buồn của bà đã giảm. Ngài nói tiếp: Bhattacharya, đối với một người trên con đường qua bờ bên kia thế giới thì không có con cái, không có bạn bè hay thân quyến nào làm cái nơi trú ẩn hay nương tựa. Ngươi thể trông đợi họ được bao lâu trong cuộc đời này? Người chỉ phải thích thanh lọc đạo hạnh của mình và như thế sẽ thanh lọc được con đường dẫn đi nhất bạn. Đến giờ phút lâm chung, không có sự bảo vệ từ nơi con cái hoặc từ nơi cha mẹ, vợ chồng, cũng không có sự bảo vệ nơi thân bằng huyết thuộc. Hiểu biết chân lý này rồi, bậc thiền chỉ hãy thu túc trong giới luật, sớm lo quét sạch con đường đưa đến đạo quả nhất bạn. Một khi mà tử thần đẹp, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở, biết rõ ý nghĩa này, bậc chỉ lo trì giới, mau lẹ làm thanh tịnh con đường đến nhất bạn. Và cuối câu kệ thì Bhattacharya đã chứng được quả dự lưu, và tham dục ở trong tâm nhiều như bụi đại địa đã trái tiêu hết. Nhiều người khác cũng chứng quả tu đà A-la-hán, và bà đã xin Đức Phật gia nhập ni đoàn, được nhận và gửi đến ni chúng. Bà làm tròn bổn phận và vì cái tính tình vui vẻ nên được đặt tên là Bhattacharya. Một hôm lúc nước đầy bình nước tối đi, thầy tiếp tục ha, chó sửa mặt chó. Rồi một hôm bà múc đầy bình nước và xối rửa chân, nước chảy ra ngoài đất thấm xuống hết. Lần thứ hai nước chảy ra xa hơn rồi cũng thấm xuống đất. Lần thứ ba thì nước chảy xa hơn nữa rồi cũng thấm hết vào đất.
ba lần đó lấy làm đề mục để mà thiền một pháp. Tức là mỗi lần mà nước đổ xuống, lần đầu giống như chúng sanh qua đời lúc tuổi trẻ, lần thứ hai lúc tuổi cái thanh xuân, và lần thứ ba giống như lúc đã già. Đức Phật ngồi trong hương tháp phóng hào quang, đứng xuống mặt bạc và bảo: Ở ta chưa ra, sống một ngày trong chốc lát mà thấy được cái sự sống diệt của ngũ uẩn còn tốt hơn là sống cả trăm mà chẳng có thấy gì. Và Ngài đã đọc trang câu Phật ngôn 113 này: Vô cha quá sa sa tăng chi quê a pa sân u đa nhập và dân e ca hăng chi quý tăng sa vô pa sa tu u đa nhập và dân. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Và khi chấm dứt câu Phật ngôn 113 thì Sư Ni Patachara đã chứng đắc thánh quả A-la-hán cùng với các thần thông. Rửa chân, dội nước đủ ba lần, Patachara tự mình đạt lý chân, túi to quần sinh như thế cả, ngắn dài tùy thuộc ở nguyên nhân. Phật dạy một ngày mà thấy pháp hành vô thường biến đổi thật mong manh, còn hơn sống thọ trên trăm tuổi mà chẳng suốt thông lẽ diệt sinh. Alo, như vậy là duyên sự chúng ta thấy đã kết thúc rồi. Nhưng mà trong sự kết thúc của duyên sự này, chương trình bài của chị Kim, của chị Kim Nhung, đạo tràng có ai ý kiến? Ý kiến trước, ngày duyên sự sau. Và cái duyên sự này, quý vị thấy rằng chỉ có dội nước rửa chân thôi mà lấy đó làm cái đề mục. Lần thứ nhất, sôi nước rửa chân, nước chảy ra và thấm xuống đất. Lần thứ nhì cũng sôi nước rửa chân, nước chảy ra xa hơn chút rồi cũng thấm xuống đất. Rồi lần thứ ba cũng sôi nước rửa chân, đi bát về mà dơ mà, rồi nước chảy ra xa hơn rồi cũng thấm xuống đất. Với cái vấn đề nước chảy xuống chân đó là một cái đề mục để cho cái nàng Thi Chư Ni Patachara quán chiếu. Bởi vì ở đây á, cái từ apasang pasato trong cái câu Phật ngôn 113, và chúng ta thấy về tiếng Nguyên Thủy thì nói gì? Vipassana cũng do cái động từ pasati là thấy. Mà thấy như thế nào? Lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba cũng giống như khi mà thiếu niên, trung niên và lão niên là xong một kiếp người. Xong một kiếp người có nghĩa là hít vô thở ra là hết một ngày, mà thở ra không có hít vô là hết một đời. Và hết một đời trong thời gian thiếu niên, trung niên hay là lão niên, tức là ám chỉ cuộc đời là trăm năm trong cõi người ta hả? Nhưng mà thật sự bây giờ không phải là trăm năm trong cõi người ta mà 60 năm cuộc đời. Vậy thì trong cái thời gian từ cái hưởng dương qua hưởng thọ, chúng ta có trọn vẹn hay không? Chúng ta có trọn vẹn hay không? Nhưng mà trong thiện sự thì không bao giờ thiếu, không bao giờ đủ. Chúng ta làm hoài vẫn qua nghĩ. Còn mà đối với những cái bên ngoài ha, tức là trong ác bất thiện pháp, thì chúng ta bị phiền não chi phối và chúng ta cảm thấy buồn rầu sầu khổ. Tại sao buồn? Mà cái buồn đó nó chỉ chúng ta chi phối từ người trí cho đến kẻ ngu. Có ai mà không buồn không? Hỏi đạo tràng có ai không buồn không? Có bị ác pháp chi phối không? Mà cái buồn đó là buồn gì? Tôi tự nhiên đã nói rồi,
buồn đó là buồn ngủ. Buồn nào mà chẳng trôi qua chỉ có buồn ngủ không tha đứa nào. Hả? Cái gì vậy? Người chết vẫn cũng buồn á không? Cái buồn ngủ làm cho chúng ta hôn trầm giá dưỡi và chúng ta đam mê trong ác bất thiện pháp. Bởi vì ngủ nhiều cái trí lú lẫn, cái trí lú lẫn. Nào quý vị biết rằng ở Việt Nam có một cái chỗ, có một cái địa danh mà chúng ta hành rồi có kết quả tốt nhất ở Mỹ Yên Bằng thôi. Ở Việt Nam có một địa điểm mà các ngài tổ đã chọn cái vị trí đó để mà đặt cái nền móng của Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam. Đó là cái nơi chúng ta hành đầu đà tuyệt vời nhất. Quý vị biết chùa nào không? Sao? À, đó là chùa Bửu Quang. Chùa Bửu Quang, với ai nói Thủ Đức? Nói Thủ Đức thì bể mánh hay sao? Chùa Bửu Quang là một cái ngôi tổ đình đầu tiên của Phật giáo Nguyên Thủy. À, các ngài khai sáng giáo pháp ở tại đó. À, nếu mà vị nào ở Việt Nam thì biết chùa Bửu Quang ở xã Tâm Bình, Thủ Đức. Và Thủ Đức đã nói lên cái từ thức đủ đầu đà số 1. À, nói vậy chứ không phải vậy nha. Thôi, buổi sinh hoạt của chúng ta kết thúc ở đây. Đúng giờ rồi, 6:29. À, chúng tôi chỉ là cái cầu nối để quý vị học hỏi về giáo pháp. À, cho nên quý vị quan ý một chút nha. Trong cái học thì cũng phải vui vui chút chứ nghiêm túc quá chắc quý vị bỏ của chạy lấy người hết à. Quý vị thông cảm ha. Câu Phật ngôn 113. Cái pháp diệt là một sự thay đổi, cũng như Sư Kim nói về vấn đề ngũ uẩn vân vân. Rồi Sư Kim Nhung nói về cái tâm quan hỷ trong thiện pháp, rất là tuyệt vời. Chúng ta kết thúc ở đây ha. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sinh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lục vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn chúng chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nà sa cha qua chê nà sô tê vô hô tu sa phật đà. Do lời chân thật này khiến dòng và phước lên chư tôn thiền đức ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Thầy nha. Xin phép được đóng gom ha.